Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý ngày hôm nay. Nga đáp trả cực gắt các lệnh trừng phạt mới do phương Tây áp đặt với Moscow, EU choáng váng. Chiến sự Nga-Ukraine, Moscow giáng đòn ồ ạt, xóa sổ nhiều bệ phóng HIMA của Kiev trong một ngày. Mỹ chính thức lên tiếng vụ Ukraine phóng tên lửa tấn công Crimea khiến hơn 155 người thương vong. Tại sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ điện đàn khẩn cấp cho người đồng cấp Nga? EU chính thức khởi động đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, khoảnh khắc lịch sử của Kiev. Liên minh châu Âu mới đây đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào lĩnh vực khí hóa tự nhiên lỏng của Nga. Tuy nhiên, theo giới chức Nga và các chuyên gia, biện pháp trừng phạt là con dao hai lưỡi, không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào, kể cả bên áp đặt. Một trong tuyên bố chỉ trích việc các nước thành viên châu Âu áp đặt lệnh gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu đối với Nga là bất hợp pháp. Việc Liên minh châu Âu tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt với Nga là con dao hai lưỡi và sẽ gây thiệt hại cho các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt và Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã phản ứng trước làn sóng trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bất kỳ hành động không thân thiện nào của phương Tây sẽ vấp phải những phản ứng cần thiết. Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng thời gọi tên các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và cho biết sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Nga đã cấm 81 cơ quan truyền thông từ các nước thuộc Liên minh châu Âu nhằm đáp trả việc EU cấm phát sóng đối với 4 cơ quan truyền thông nước Nga hồi tháng 5 vừa qua. Các quan chức EU đã lên án việc trả đũa của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang chặn quyền truy cập với các cơ quan truyền thông phổ biến thông tin sai lệch một cách có hệ thống về cuộc xung đột Ukraine. Các cơ quan truyền thông nổi bật khác có Der Spiegel của Đức, El País và El Mundo của Tây Ban Nha, Ile của Phần Lan, Đài truyền hình quốc gia Ireland RTE, Đài truyền hình RAI và tờ báo Repubblica của Italia. Phản ứng trước lệnh cấm của Nga, một trong bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X ngày 26 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova đã chỉ trích động thái này là vô nghĩa. Bộ Ngoại giao Italia cũng lên án quyết định này. Chúng tôi lấy làm tiếc về biện pháp phi lý được áp dụng đối với các đài truyền hình Ý và cơ quan báo, vốn luôn được cung cấp thông tin khách quan và không thiên vị về cuộc xung đột ở Ukraine. AFP từ chối bình luận và RTE cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các biện pháp này. Khamin Andalidi, tổng biên tập tạp chí Politico, khu vực châu Âu mô tả biện pháp này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức những hạn chế này. Moscow cho biết họ sẵn sàng hủy bỏ lệnh cấm đối với các cơ quan báo chí châu Âu nếu các hạn chế đối với truyền thông Nga được dỡ bỏ. Trước đó, các nước Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt 14 đối với Nga nhằm mục đích lấp một số lỗ hổng, trong đó có việc đánh vào các hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga. Theo đó, gói trừng phạt thứ 14 của Liên minh châu Âu đối với Nga bao gồm lệnh cấm các công ty xuất khẩu khí đốt từ Nga sử dụng các cảng của khối để chuyển khí đốt giữa các tàu chở dầu và các tàu nhỏ hơn dành cho các nước thứ ba, nhưng không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các quốc gia khối này mua nhiên liệu. Gói trừng phạt mới được cho là sẽ cung cấp cho Liên minh châu Âu nhiều công cụ hơn để ngăn việc lách luật trừng phạt, cũng như nhằm mục tiêu vào thêm 116 cá nhân và tổ chức. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã phá hủy 3 bệ phóng HIMA của Ukraine chỉ trong một ngày. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy 3 bệ phóng của các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMA của Ukraine trong 24 giờ qua. Cũng theo bộ này, trong ngày 26 tháng 6, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 76 máy bay không người lái UAV của Ukraine và 2 tên lửa HIMA. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công một xưởng lắp ráp, địa điểm phóng máy bay không người lái, cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 109 khu vực. Tổng thiệt hại của lực lượng Ukraine bao gồm 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bổ binh, 2 xe bọc thép, 2 xe bọc thép chở quân, 2 khẩu pháo D-20, 3 khẩu D-30, 3 khẩu M-119, 1 khẩu pháo M-STAR-B, pháo tự hành 109 Paladin, 2 khẩu Grad MLRS, trạm tác chiến điện tử Bukovan AD và 8 kho đạn. HIMA là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. HIMA được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng bản thân quân đội Ukraine tự chủ lựa chọn mục tiêu của mình, không phụ thuộc vào Mỹ. Theo ông, một tên lửa của Ukraine ngắm vào địa điểm quân sự ở Crimea đã bị tên lửa phòng không của Nga đánh chặn. Điều này dẫn đến việc các mảnh đạn rơi xuống bãi biển gần đó và khiến dân thường bị thương. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Taylor Green của Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Georgia, cho rằng những trường hợp tử vong và bị thương ở bãi biển Sevastopol sau vụ tấn công là do lực lượng Ukraine sử dụng bom chùm. Ukraine ngày 23 tháng 6 đã phát động một cuộc tấn công lớn vào bán đảo Crimea. Không may, dân thường trên bãi biển Sevastopol đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này. Theo Liên bang Nga, hơn 150 người đã bị thương, trong khi 5 người khác, bao gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng. Mặc dù các nguồn tin chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã bắn 5 tên lửa ATACMS cùng nhiều máy bay không người lái để tấn công Crimea, nhưng Kiev lẫn Lầu Năm Góc không xác nhận điều này. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 4 tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS do Mỹ sản xuất mà Ukraine đã bắn vào Crimea hôm 23 tháng 6. Nhưng đạn chùm phát nổ trên không từ tên lửa thứ 5 đã gây thương vong cho dân thường trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng video khoảnh khắc tên lửa Ukraine phát nổ. Đạn chùm rơi xuống bãi biển Crimea khiến hơn 155 người thương vong. Ngày 25 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước kể từ tháng 3 năm 2023. Ngoài việc là cuộc điện đàm đầu tiên, nó là một chi tiết và bối cảnh đáng chú ý về cuộc gọi này. Điều đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công cực đoan vào Cộng hòa Dagestan của Nga và vụ tấn công tên lửa của Ukraine vào Sevastopol trên bán đảo Crimea gây ra thương vong lớn cho dân thường. Cả hai vụ việc đều bị Nga cáo buộc là được sự cho phép từ Mỹ và phương Tây. Đặc biệt sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về thương vong dân sự ở Sevastopol vì các chuyên gia Mỹ đã sửa đổi thông số bay của tên lửa, khiến nó cố tình nhắm vào dân thường. Điều đáng chú ý là gần đây nhất, ông Austin đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga vào giữa tháng 3 năm ngoái. Khi đó, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã hạ gục một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ bằng cách đâm va và tưới nhiên liệu vào đó. Sau đó, ông Austin ngay lập tức có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga lúc bấy giờ là ông Sergei Shoigu để trao đổi thêm về quan điểm rơi vụ máy bay không người lái của quân đội Mỹ và tránh xảy ra tính toán sai lầm giữa Mỹ và Nga. Không khó để nhận ra rằng, mặc dù nhân sự Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay đổi, nhưng có nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh hai cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Điều này có lẽ chứng minh cho những gì truyền thông Nga trước đó đã nêu. Nếu quân đội Nga đã không bắn hạ thứ gì đó trên Biển Đen, e rằng ông Austin đã không đột ngột gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Vậy kết quả của cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ra sao? Hãng tin Reuters cho biết, mặc dù đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai vị quan chức trong hơn một năm qua, nhưng các tuyên bố của hai nước về nội dung các cuộc điện đàm rất khác nhau. Nói một cách thẳng thắn, ai nói chuyện của người ấy? Cuộc điện đàm giữa hai ông Belousov và Austin không đạt được kết quả gì. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết rất rõ ràng, Bộ trưởng Belousov nhiều lần nhấn mạnh trong cuộc điện đàm rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể sẽ dẫn đến tình trạng leo thang hơn nữa. Còn từ phía Lầu Năm Góc chỉ lặp lại câu nói Mỹ và Nga cần duy trì các kênh liên lạc thông suốt. Điều này chỉ có thể nói rằng yêu cầu của ông Austin với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc điện đàm và phản hồi của Lầu Năm Góc đối với cuộc điện đàm này giống hệt như những cuộc điện đàm trước đây giữa Mỹ với Trung Quốc. Nó phản ánh tâm thái hiện tại của Mỹ, gây nên rắc rối nhưng cũng sợ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Liên minh châu Âu-EU hôm qua chính thức khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova. Bước đi đó có ý nghĩa biểu tượng cao, mang tính bước ngoặt đối với hai quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, song cũng dự báo không hề dễ dàng. Các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine đã được bắt đầu tại một hội nghị liên chính phủ ở Luxembourg. Chỉ vài giờ sau, Moldova cũng tiến hành các cuộc đàm phán về tư cách thành viên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã gửi lời chúc mừng tới Ukraine và Moldova. Đây là một tin tức tốt lành đối với những người dân của hai nước này và toàn bộ Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ đã nhấn mạnh những thách thức mà hai quốc gia Đông Âu này phải vượt qua để gia nhập ngôi nhà chung EU. Tiến trình gia nhập EU sẽ có nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực liên tục của các nước nhằm cải cách lĩnh vực quan trọng như nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và cuộc chiến chống tham nhũng. Ukraine và Moldova nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Liên minh châu Âu đã dành cho Ukraine sự ủng hộ rộng rãi với các khoản hỗ trợ tài chính lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanitsyna,
Đây thực sự là một cột mốc rất vững chắc cho tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu cũng như sự phát triển của Ukraine. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đối với Ukraine và Moldova vẫn được dự báo nhiều khó khăn để có thể trở thành viên của Liên minh châu Âu. Quốc gia ứng viên phải vượt qua 35 chương đàm phán chi tiết về nhiều vấn đề từ kinh tế, chính trị đến tư pháp. Quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ đối với Moldova và Ukraine. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định việc khởi động các cuộc đàm phán là tin tức tốt lành cho người dân Ukraine, Moldova và toàn bộ EU. Bà cho rằng con đường trước mắt sẽ còn khó khăn, nhưng sẽ có rất nhiều cơ hội cho hai nước này. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Hội đồng EU đã thông qua việc bắt đầu đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova từ ngày 25 tháng 6. Hành trình trở thành thành viên EU rất khó khăn đối với các quốc gia ứng cử viên vì họ phải cải cách để đáp ứng tiêu chuẩn của EU về nhiều vấn đề. Cả Ukraine và Moldova sẽ phải vượt qua không chỉ những trở ngại về kỹ thuật và pháp lý để trở thành thành viên mà còn những rào cản về chính trị. Các quốc gia ứng cử viên cần có sự chấp thuận của tất cả 27 thành viên EU để mở và kết thúc từng bước đàm phán. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!